Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, chương trình Tiếng Hạt Vàng là một chương trình của đài truyền hình SBTN tổ chức, là một chương trình không những gây sự bất ngờ cho khán giả, ban giám khảo và các nhà bảo trợ, mà còn là gây bất ngờ cho con cháu của những người thí sinh tham dự. Quý vị của đài truyền hình SBTN, đây là chương trình Tiếng Hạt Vàng, một chương trình tìm những giọng ca từ 55 tuổi cho tới 90 tuổi. Qua đợt đầu thì chúng tôi đã nhận được trên 87 thí sinh từ khắp nơi thế giới, từ 55 tuổi cho tới cụ 91 tuổi. Và sau khi lựa chọn lại còn 40 người, thì ngày hôm nay chúng tôi có giám khảo nhạc sĩ Trúc Khinh và ca sĩ Giáng Ngọc sẽ phụ anh em chúng tôi để lựa lại từ 40 người chúng ta còn 15 người. Và lúc đó thì đài SBTN sẽ thông báo 15 người vào được vòng trong, vòng bán kết để mà về đài SBTN để làm việc với anh em SBTN về vấn đề thầu bằng cũng như với lên show của anh Công Thành. Bao nhiêu năm một lần mình nhìn nhau chơi vơi. Người này cái ngạc nhiên đó, một người mà làm cho em ngạc nhiên nhất, chúc sinh ngạc nhiên nhất là cô 80 tuổi. Trời ơi, y dài. Nếu em, mà mình không vậy. Biết đọc, không nhìn là 80 tuổi đó. Nhìn thì cái giọng cái chi mà 80 tuổi mà. Kính thưa quý vị, chứ thật sự ra thì Giáng Ngọc và chúc sinh có nhận định thì thật sự ra Trúc Hồ đã chấm từ 87 người xuống còn 40 người rồi. Và ngày hôm nay ngồi xem để chấm từ 40 người xuống 15 người cũng vẫn bị một cái vấn đề là rất là khó chấm. Thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN đứng gần bên Vũ Nhân, đây là một thí sinh đã được vào trong vòng chung kết. Vũ Nhân, chúc mừng bà đã được vào vòng chung kết của Tiếng Hạt Vàng. Tôi tên là Ngô Thị Kim Xuân, 63 tuổi và hiện đang sống tại Sacramento. Tôi hát bài Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh. Trước tiên là tôi xin cảm ơn ban giám đốc của đài SBTN và ban giám khảo đã cho tôi được đứng vào top 15 của Tiếng Hạt Vàng. Con cháu khi mà nó nhìn bà ca hát rồi được giải thì nó nghĩ như thế nào? Thằng nói đi đấy. Trời, mẹ hồi xưa mẹ đi hát mà mẹ thấy hát hay nhưng mà mẹ là không hát. Bây giờ tự nhiên mẹ lớn tuổi rồi mẹ được dạy, con thấy phục mẹ quá. Và này đấy, mai một con lớn lên hẳn cũng sẽ bắt chước. Tại vì bây giờ như anh biết đó, là người Huế nói chung và gia đình của tôi nói riêng là họ nghĩ là sướng ca vô loại. Cho nên khi mà cháu đang đi học á, lớp 12 cháu được vào vòng chung kết của trường thì ba nó không cho đi thi hát. Và bây giờ nó đã lớn rồi, nó nói nó sẽ tập hát và nó sẽ đi dự thi giống như mẹ của nó. Thưa quý vị, trong những chương trình của đài truyền hình SBTN được rất nhiều các nhà mạnh thường quân đứng ra bảo trợ. Trong chương trình Tiếng Hạt Vàng, trong số những người bảo trợ cho chương trình này có ông David Dương. Và sau đây là ý kiến của ông David Dương, lý do gì ông bảo trợ cho chương trình Tiếng Hạt Vàng. Thì về những tài năng trẻ và những ca sĩ trẻ thì nó rất nhiều chương trình, rất nhiều trung tâm, cũng như rất nhiều có những nhà đầu tư họ đi tìm để mà họ coi như là những lớp trẻ để mà họ tạo dựng nên những cái tiếng hát mới. Tiếng Hạt Vàng này đó thì nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là hay, bởi vì đây là một cái chương trình cũng mới mẻ, tạo một cái sân chơi mới cho cái lớp tuổi trung niên, trung và cao niên. Thì tôi nghĩ đây là việc rất là tốt, bởi vì thì lại là có những cái chương trình để họ theo dõi cái lứa tuổi của họ trên những cái làn sóng của SBTN, và cũng như là để họ thấy nó có một cái sân chơi cho mình để mình có thể là thi đua cùng với chương trình, để biết đâu là mình lại thắng giải. Thì tôi nghĩ đây là những cái việc mà SBTN làm, đó là cái việc tốt, tạo một sân chơi mới cho coi như là lứa tuổi trung và cao niên.
dấu mây tình xa cách biệt vẫn luôn ghi khắc trong lòng, còn đây trăm ngàn nỗi nhớ. Những hát mà còn đàn à, cái hay là cái chỗ đó, đó thì nên, nên khi mình chấm điểm mình phải cộng thêm cái đàn cho người ta mới phê. Khi mà anh chấm điểm anh không cần biết này người này họ có học trường nhạc hay là tốt nghiệp trường nhạc hay không, hay là anh chỉ biết cái người này hát có cảm thấy làm cho anh thấy rung động hay không thôi. Cái hồn mới là cái quan trọng nhất. Anh thì anh chấm như vậy. Đây là một vị tiền bối ca những cái bài nhạc rất khó của nền âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Thật là một sự khó khăn cho các ban giám khảo anh em chúng tôi. Thiệt sự ra thì em cũng hơi khá ngạc nhiên. Bởi vì khi mà mình nói tới một cái cuộc thi mà từ 55 tuổi mà lên tới 90, mà anh nói là có cả một thí sinh 91 nữa. Thì mình cũng không ngờ là các cô chú lại hát hay giống như vậy. Quá hay. Dạ, quá hay. Bà nhận xét như thế nào về ban giám khảo? Ban giám khảo nhận xét rất là chính xác về các giọng hát. Nhiều giọng hát có hay. Cảm ơn ban giám khảo Tiếng Hát Vàng. Cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Trúc Sinh và cô giám Giảng Ngọc. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Mai Phi Long đã đứng ra tổ chức chương trình Tiếng Hát Vàng này. Thưa quý vị, đó là những lời tâm tình của một trong những thí sinh sẽ vào dự vòng chung kết. Vũ Nhân thấy đây là một cái điều rất là hấp dẫn, tại vì cái chương trình này rất là nhiều người tự nhiên háo hức lên, thấy ông, thấy bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại của mình đi dự thi. Và thưa quý vị, đây là một điều rất là thú vị. Vũ Nhân nghĩ cái cuộc chung kết này rất là hấp dẫn và nhiều người đang chú ý cái chương trình này. Vũ Nhân, tương trình cho đài truyền hình SBTN.